Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục đi hướng dẫn các bạn cái loạt bài về hướng dẫn sử dụng Docker. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh Docker Search, và tôi cũng đã hướng dẫn các bạn search một cái email ở trên Docker Hub, là cái thằng search cái thằng Nginx, và đồng thời tôi đã hướng dẫn các bạn chạy cái Docker Nginx này rồi. Rồi rồi, thì bữa nay tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng Docker Nginx này. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn chạy một cái file static web, là một cái file static HTML ở trên cái thằng Docker Nginx này. Thì các bạn có thể vô cái phần Nginx của thằng Docker Hub này để tìm hiểu này. Thì ở đây thì nó có giải thích Nginx là một cái server ảo bán nguồn mở, và nó hỗ trợ chúng ta các giao thức, rồi nó có hỗ trợ chúng ta các chức năng như là load balancer này, rồi get này. Đó, thì tức là nó hỗ trợ chúng ta các chức năng của một cái server web, và nó có những cái tính năng nâng cao như load balancer. Thì các bạn hãy vô đây và các bạn đọc và tìm hiểu. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn deploy một cái file static web ở trên cái thằng Docker Nginx này. Thì đây các bạn có thể tới cái mục how to use this image này. Thì nó có cái mục là hosting some simple static content này. Đó, thì đây là một cái lệnh ví dụ của nó này. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái lệnh này như sau. Thì để mà chạy được một cái file simple static HTML thì chúng ta cần phải có cái lệnh Docker run này. Đối theo thì cái tùy chọn là chữ name này. Cái tùy chọn này thì có, các bạn có thể có hoặc là không này. Sau đó là nếu mà các bạn có cái tùy chọn chữ name này thì tiếp theo là cái tên của cái Docker container. Ở đây là nó trong cái ví dụ này là sum nginx này, thì các bạn có thể tự đặt tên riêng của mình vô. Đối theo là cái trừ v. Các bạn có thể tìm hiểu về cái tùy chọn là trừ v ở bên này. Các bạn sẽ vô bên cái thằng doc này, và các bạn vô cái mục Docker run này. Rồi các bạn sẽ đi đến cái mục là trừ v này, tức là trừ trừ volume này, tức là chúng ta sẽ mount một cái volume. Đó, tức là chúng ta sẽ mount một cái folder, một cái volume ở local, mà cái folder local thì sẽ chứa các file HTML của chúng ta, và chúng ta sẽ mount vô cái folder của thằng Nginx là folder duyệt user này, duyệt share này, duyệt Nginx này, duyệt HTML này. Đó, thì chúng ta sẽ mount vô cái folder của thằng Nginx này để mà chúng ta chạy được cái file static HTML của chúng ta. Tiếp theo là cái tùy chọn trừ D này. Đó, cái tùy chọn trừ D này thì các bạn có thể vô đây quay lại cái trang Docker Doc này, và các bạn này lên cái chỗ đây trừ D này, trừ trừ đi tắt và trừ D này, tức là nó sẽ cho chúng ta run một cái container trong Markdown, và sau đó nó sẽ in ra cái container ID đó. Ngoài cách tìm hiểu về mấy cái command mà để sử dụng với Docker thì chúng ta cần có thể có một cái khác để chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta có thể sử dụng để mà sử dụng được các tùy chọn liên quan đến Docker run chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có là Docker run này, nói theo là trừ trừ heo này, thì nó sẽ hiện ra các tùy chọn cho chúng ta này, ví dụ như là trừ d đi đó. Thì ở đây nó cái trừ d này đó thì nó cũng giải thích tương tự như ở trong cái doc của mình. Thì ở đây thì nó ngắn gọn hơn so với lại ở trên cái Docker Doc này. Đó, nó cũng báo là trừ D, tức là run một cái container trong Markdown và in ra cái container ID. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái demo, và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn chạy một cái file static HTML ở trên cái thằng Nginx này. Tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn mount một cái folder ở local và mount với lại cái folder của thằng Nginx này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ mount cái folder trên link Docker này, và tôi sẽ chứa mấy cái code như là HTML, file HTML ở trong cái folder trên link Docker này. Thì tôi sẽ phải mount cái folder trên link Docker này với lại cái folder duyệt user, duyệt share, duyệt Nginx, duyệt HTML này. Thì tôi sẽ mở ra một cái chương trình Windows PowerShell đi. Bây giờ tôi sẽ đi vô ổ D này, và tôi sẽ đi vô cái folder trên link Docker của tôi đi. Đó, bây giờ tôi có lệnh ls này. Đó, hiện giờ thì tôi không có cái file nào hết này. Bây giờ để mà chạy được nginx thì tôi sẽ có lệnh docker run này. Và theo là cái tùy chọn là trừ trừ name này. Đó, theo là cái tên của cái container thì tôi sẽ cho là demo static web đi. Và theo là tôi sẽ đi mount thì tôi sẽ sử dụng cái lệnh trừ v này, cái volume này. Và tôi sẽ mount cái folder hiện tại thì tôi sẽ có Dona này. Rồi để lấy được cái folder hiện tại thì tôi sẽ có cái PWD này.
Rồi theo là tôi sẽ mount cái folder là vkvkvk đó. Và tôi sẽ mount với cái folder của thằng Edge là usr này, duyệt share này, rồi duyệt nginx này, rồi theo là duyệt html này, rồi 2.ro này, rồi theo là chữ d này, nginx này, rồi theo là tôi thêm cho nó cái tham số là chữ p này, là cái bot này, thì tôi sẽ mapping cái bot 8080 với lại cái bot của thằng nginx là 80 này. Rồi theo tôi nhấn enter này. Đó thì nó in ra tôi cái container ID ở đây này. Đó, đây là cái container ID này. Rồi bây giờ tôi sẽ gõ là docker.ps này. Đó thì bây giờ tôi sẽ có hai cái container đang chạy này. Thì cái 0f004 này này. Đó là cái container tôi vừa mới tạt này. Đó, nó vừa mới tạo ra này. Và cái name của cái container là demo static web này. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ có ns này. Đó thì bây giờ nó tạo cho tôi một cái folder là vkvk như vậy. Đó. Và tôi sẽ đi để mấy cái file code HTML, file static web ở trong cái folder này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi di chuyển vô cái folder vkvk này. Rồi tôi sẽ tạo ra một cái file HTML, thì tôi sẽ có lệnh là echo này. Tôi sẽ có lệnh là tôi sẽ echo ra là demo static web này. Đó, demo run static web on NGX. Rồi cái file file này index.html này. Đó. Rồi tôi có lệnh ns này. Đó thì bây giờ tôi sẽ có một cái file này index.html như vậy này. Rồi theo thì tôi sẽ vô cái thằng localhost và tôi sẽ vô cái bot là 8080. Đó, thì bây giờ nó sẽ có cho tôi cái file index là cái file 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 chính là file trang chủ này, nó có ina cho tôi là demo run static web on NGX như vậy đó. Đó thì như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn chạy được một cái file static HTML, là một cái file static web ở trên cái thằng Docker NGX. Đó thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái mấy cái lệnh của nó ở đây này, nó có giải thích này. Đó thì tôi đã hướng dẫn các bạn chạy được cái thằng một cái file static web trên thằng NGX này. Thì tương tự thì các bạn có thể tạo ra các file khác, file static web khác ở trong này, thì nó sẽ tự động mail cái folder vkvk này vô cái thằng NGX và chúng ta sẽ chạy được cái web của chúng ta trên cái thằng NGX này. Đó, ngoài ra thì tôi có lệnh docker.ps này. Thì đây giờ thì bây giờ tôi sẽ có hai cái container đang chạy này. Thì hai cái container đang chạy này thì nó đều là cái container phát sinh ra từ cái email của thằng Nginx. Thì việc mà chúng ta chạy hai cái container từ một cái email thì chúng ta không nên, thì chúng ta cần phải xóa đi một cái container. Đó. Thì tôi sẽ xóa đi cái container cũ này đi. Thì tôi sẽ có là Docker top này. Đó, thì bây giờ nó còn một cái container đang chạy thôi. Thì khi mà chúng ta chạy một cái container thì chúng ta nên thêm vào cho nó một cái tùy chọn. Đó là trừ trừ rm để mà nó thì cái tùy chọn rm, trừ trừ rm này ý nghĩa của nó như sau. Thì các bạn hãy vô đây và tìm hiểu này. Đó, tức là nó sẽ tự động remove cái container khi mà chúng ta exit, chúng ta tức là chúng ta dừng chạy cái container thì nó sẽ tự động top luôn cái container đi. Đó. Thì ví dụ như là bây giờ tôi sẽ thêm cái từ chọn trừ rm và tôi sẽ nhấn enter này. Thì cái lợi ích của cái này là nó không cho phép hai cái container qua cùng một cái email nó chạy. Thì khi mà chúng ta chạy chẳng hạn như cái container
của tôi là demo static web này, nó đã chạy, nó đã chiếm mất cái bọt 8080 này rồi đó. Mà chúng ta nếu mà chúng ta không có thêm cái tự chọn trm này thì nó sẽ chạy tiếp một cái container khác và nó sẽ tiếp tục chiếm cái bọt này, thì nó sẽ báo lên bị lỗi chiếm bọt này nọ đó. Thì chúng ta nên tìm thêm cái tự chọn trm vô. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ có enter này đó, thì nó báo là bị connect này đó. Thì chẳng hạn như là cái container này, thì bây giờ tôi sẽ top đi bằng tay này, rồi tôi sẽ quay lại Docker PS này đó. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ chạy lại cái run bằng cái lệnh mà có cái tự chọn trm này, tôi nhấn enter này, nó vẫn đi báo connect này. Thì tôi sẽ có lệnh là Docker PSGA này đó. Thì ở đây tôi đang có hai cái email này, tôi sẽ xóa đi một cái email đó, tôi sẽ xóa đi cái này đó, và tôi sẽ có lệnh Docker PSGA này. Thì bây giờ tôi chỉ còn cái thằng NGIT như vậy thôi. Thì bây giờ tôi sẽ chạy lại cái lệnh có cái trừ tự chọn là trừ rm này, tôi nhấn enter này đó. Bây giờ tôi sẽ có lệnh là Docker PS này đó, và chẳng hạn như bây giờ tôi lại tiếp tục chạy cái lệnh này lần hai này đó, thì nó cũng bị báo bị connect đẹp bọt này đó. Chẳng hạn còn nếu mà bây giờ chẳng hạn như là tôi top cái engine này đi, cái demo static web này đi, tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ có lệnh là Docker top này, rồi bây giờ tôi sẽ chạy lại cái lệnh Docker run này đó, có cái chọn là trừ rm như vậy, tôi nhấn enter này đó, và bây giờ nó chạy, nó sẽ không bị lỗi nữa đó đó. Và các bạn nên lại browser và các bạn test này, thì nó báo là lỗi 4.3 for hidden này. À, nó bị cái lỗi do 4.3 folder là do là cái folder www, tôi đang chạy cái lệnh này ở trong cái folder www, thì ra dẫn đến là nó lại phát sinh ra một cái folder www mới này, thì tôi sẽ xóa nó đi này. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ docker-ps lại này, và tôi sẽ top lại cái container này đi, tôi sẽ thêm lệnh docker top rồi. Đó, và bây giờ tôi sẽ đi ra bên ngoài và tôi sẽ chạy lại cái lệnh Docker run đó, tôi nhấn enter này đó. Bây giờ tôi sẽ refresh lại trình duyệt này đó, thì bây giờ tôi lại chạy được cái web static của tôi như cũ này đó. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái demo chạy một cái file static web ở trên cái Nginx, thì đây là cách đơn giản. Thì ngoài ra thì thường thường ở bên ngoài á, người ta sẽ tạo ra một cái file Dockerfile đó, để mà chạy cái container của chúng ta. Thì cái file Dockerfile này tôi sẽ ở buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn giải thích về cái Dockerfile, và đồng thời tôi sẽ hướng dẫn các bạn build ra một cái static web image từ cái Dockerfile này đó, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn ở các buổi tiếp theo. Ngoài ra nếu mà bạn nào mà muốn học thêm về Docker cũng như học thêm về các chủ đề lập trình khác, thì các bạn kể vô cái trang học lập trình online.net của tôi. Đó. Thì trong đây thì tôi sẽ có rất là nhiều cái khóa học về nhiều lĩnh vực khác nhau, như là về lập trình Java, lập trình front end, back end, vân vân. Thì ở đây có cái khóa học là Docker cơ bản dành cho người mới bắt đầu, thì các bạn thể vô đây và đăng ký để học cái khóa học này miễn phí. Đó. Thì các bạn thể vô đây và tham khảo cái khóa học này cũng như là học các khóa học khác. Đó. Thì video này của tôi thì cũng đã dài rồi, thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.